mời các đại diện của các xã thị trấn đến với cái ngày hội Xoài Anh Châu sẽ lên bục danh dự để nhận cái cờ lưu niệm của ban tổ chức ngày hội Anh Châu trong năm 2023 này. Xin trân trọng kính mời các đại biểu các xã thị trấn chúng ta sẽ lên bục danh dự đẹp. Vâng, xin mời đại biểu của các xã thị trấn. Vâng, xin mời các xã thị trấn. Công bố kết quả của các phần thi, các nội dung thi tại ngày hội Xoài Anh Châu năm 2023. Ban tổ chức xin phép là mời các đội thi. Vâng, các đội thi sẽ lên bục danh dự để ban tổ chức xin được phép xướng tên vinh danh các đội thi đạt giải trong ngày hội Xoài Anh Châu năm 2023. Thứ nhất là xin trân trọng kính mời đại diện của các đội thi múa xòe, đại diện của các đội thi múa xòe của các xã thị trấn sẽ lên bục danh dự để ban tổ chức xin được phép công bố giải cũng như là trao nhận giải thưởng của ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời đại diện của các đội thi múa xòe của các xã thị trấn ạ. Thank you.
Châu, xã Trung Nam, xã Trung Phần. Xin chúc mừng đại diện của thị trấn Yên Châu, Trung Nam và Trung Phần đạt giải ba trong cuộc thi trưng bày gian hàng. Xin trân trọng kính mời quý vị.